Quý vị đang xem những khoảnh khắc về chim, giống chim của thao chim cu gáy. Đây là con chim chim đực chân đỏ. Giống chim này là giống chim cánh tiên chân đỏ. Kích thước thì nó không quá lớn, nó là chim bắc bộ thuần chủng. Các bạn nhìn thấy cái mắt và cái khóe mắt của nó rất là khôn. Cườm của nó cườm rắc. Đó. Bạn nhìn thấy đây là con chim trống, còn bên trong là con chim mái. Đó, con chim này thì thực ra là nó cũng có thể là nói là nó gắn liền cũng khá lâu. Đó. Nó nói chung là nó chơi rất là hay. Đó, rất là thuần. Các bạn nhìn cái cườm của nó này các bạn, và độ bóng trơn mượt của nó là biết là mình cho ăn theo kiểu dân dã, nhưng mà rất là đủ đủ chất, đủ khoáng chất, ngô lúa cám cát khoáng đầy đủ. Đấy đi. Mình quay lên trên này để xem cái cườm của nó như nào nhá. Ok chưa? Đó, anh em nhìn lưu ý. Đây là sự tương tác giữa con người và động vật cưng. Nếu các bạn nuôi một con chim mà huấn luyện được cái mức độ như thế này là các bạn là một người thành công, mà xứng đáng là một người đam mê chim. Khi bạn nuôi chim mà chim nó đẹp, mượt, thuần, đó. Chân nó phải nên móng vảy đỏ như thế này, đó. Và cái độ mỏ của nó là vót này. Bạn nhìn thấy cái mỏ của nó rất là nhỏ. Giống này nó gọi là đầu nhỏ mỏ đinh nhỉ. Đấy, chân đỏ. Đó. Và các cái
về mà. Đây chỗ trên cánh hồng đảo rồi đúng không? Có chim mái hình bắp chuối đấy, chim mái rất đẹp, bắp chuối ấy. Hai giọng khác hẳn nhau. Nhảy nhảy cánh này bắt đầu rụp đẻ. Đôi này vừa bắt con đi vừa nuôi.
Mình xin nhắc lại là mình là Thao, chim cu gáy. Số điện thoại là 0163 53 05 9 82. Địa chỉ của mình thì thuộc cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình phát triển về vườn chim cu gáy với số lượng rất nhiều, duy trì những cái giống chim hay.
Ok, một lần nữa Thao Chim Cu Gáy, số điện thoại là 0163 530982 với địa chỉ là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng Thao Chim Cu Gáy trong cái kênh Chim Cu Gáy hay trên YouTube mà trên Facebook. Mọi vấn đề các bạn có thể giao lưu, chia sẻ, mua bán với mình lúc nào cũng vui lòng và sẵn lòng. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình phải đi đây. Ok.